Vâng chào các bạn. À, chào mừng tất cả cô chú anh chị các bạn đến với kênh Hoa Lan Vườn Lan Trung Á Cao Bằng. Video phát sóng ngày thứ hai đầu tuần. Xin được uh, kính chúc tất cả cô chú anh chị các bạn chúng ta xem video vui vẻ. À, chủ đề của video ngày hôm nay sẽ là những um, mặt bông của dòng lan phi điệp tím. Và ngày hôm nay thì em có sắp ra ở đây cho tất cả anh chị các bạn chúng ta sưu tầm gồm có 5 mặt bông. năm uh, 5 mặt bông và anh chị anh anh chị cô chú anh chị các bạn chúng ta thiện chí chúng ta lấy cây nào thì vui lòng liên lạc qua số điện thoại 08 68376205 Em Ngân em sẽ nhận đơn hàng Của tất cả cô chú anh chị các bạn nhé Để không mất thời gian thì em xin phép được Đi vào giới thiệu Từng mặt bông Và từng loại cây cho tất cả cô chú anh chị các bạn Chúng ta lựa chọn Thì ở đây phía ngoài cùng này à, Cái hình ảnh của em á Thì em sẽ giới thiệu đến đâu Thì em sẽ có chèm, chèm thêm cả hình ảnh của bông lan lên đấy Thì chúng ta ưng cây nào thì chúng ta lấy cây đấy nhé Đầu tiên đó là em xin giới thiệu Đó là cây ám cánh bông ở trong video lực like, live livestream trực tiếp thì phiên ngày sáng thứ hai hôm nay em có live rồi. Ám cánh bầu thì em trồng cây cắt tự nhiên. Và hiện tại bây giờ thì cây nó đã đẹp lắm rồi đây. Và hình thức em gửi thì em gửi cả chậu bao ship toàn quốc. Thì em sẽ giao lưu cho tất cả cô chú anh chị các bạn cái này là với giá là 300 000 cho một cái cây giống này. Đây 300k cho một cây giống này. Thì cây đảm bảo cho mọi người thôi. Đấy thì với cây ám cánh bầu, nguồn gốc của cây ở Cao Bằng. Tiếp theo. Cây thứ hai giới thiệu mọi người đó là cây lung linh hạc hay còn gọi là cây siêu tím của Cao Bằng. Cây này thì em có 23 cây, 23 kg và lúc nãy em livestream thì cũng có khách gọi lấy 5 kg rồi. Em sẽ giao lưu cho tất cả cô chú anh chị các bạn ki bé này bán với giá là 350 000 Còn ki to thì em sẽ bán với giá là 500 000 Đấy tất cả là cây ki có rễ thì em mới bán nhất cho mọi người nhé Ki có rễ đẹp như này em mới bán này, đây này. Đấy, ki có rễ đẹp này vậy thì mới giao lưu và toàn bộ hầu như nó đã có rễ thì em mới cắt xuống các bác nhé Có rễ thì mới cắt. Đây. Đấy cái này cũng nhú rễ rồi đây. Đấy. Thì cây siêu tím này thì tí nữa em cũng sẽ chèn mặt hoa vào đây, Có rễ rồi đây các bác nhé Đấy, Toàn bộ đều có rễ Khi rất là khỏe đẹp luôn và khi này là khi cắt tự nhiên Các bác nhé Siêu tím Một trong những tác phẩm của các bác Khi bé 350, khi to 500 Ở đây có hai loại Một là bệt núi chúa Bệt núi chúa ở phía bên này Bệt núi chúa em có 1 Ki 2 Ki 3 khi, 4 khi, 5 nó Có 5 khi to này tất cả thôi nhé các bác nhé Với 5 khi to này Thì... Các anh chị nào lấy ký to đẹp này thì em sẽ bán nhỉnh hơn một xíu Ký to đẹp thì bán với giá là 350 nghìn Ký bé thì sẽ bán với giá 280 nghìn Ở đây chỉ có 3 ký to và 2 ký bé Đấy, Ký bé là bán 280 Ký to là bán 350 à, Còn bên này là cái bệt Tây Nguyên hay còn gọi là bệt Linh Giang Các bác nhá Bệt Tây Nguyên hay còn gọi là bệt Linh Giang Các bạn nhá Em bán đổi đồng solo cho tất cả các anh chị các bạn với giá là Ký to là 350 nghìn một ký Đấy ký to như ký này Đấy 350 nghìn một ký Đấy tình trạng cây đây mọi người nhìn thấy qua hình ảnh rồi rễ rất là đẹp và rễ rất là đều đấy, khi bé ví dụ mọi người siêu tầm như thế này đi em có em có khoảng 3 cái khi bé này em bán hai trăm rưỡi một cái khi bé như thế này hai trăm rưỡi một cái còn cờ cái tầm 300 là cái này nó cho mọi người xem kỹ nhá đấy, đây là bệt linh giang hay còn gọi là bệt tây nguyên đây là có hai loại bệt đấy bệt núi chúa với lại bệt linh giang nguồn gốc ở tây nguyên các bác nhá đây là cây sáu mắt hòa bình đây cây sáu mắt hòa bình đây tất cả cây đều có rễ đẹp cực kỳ luôn đây các anh chị này đấy, tất cả cây đều có rễ đẹp cực kỳ và khi nào cũng đẹp rễ nào cũng đẹp đấy cái nào cũng đẹp luôn các bác nhá cái nào cũng đẹp rễ nào cũng đẹp mê ly hết luôn đó em bán đổi đồng cho mọi người mỗi kỳ là 360.000 sáu mươi nó đều nhau tam tắp như thế này đây đều tam tắp như này 360.000 sáu mươi một cái và cái cuối cùng đó là cây năm cánh trắng các anh chị anh chị nhá đây là cây năm cánh trắng chưa tên cái này thì không phải đâu nhá cái này là cây năm cánh trắng cây này cây mũi màu nhưng cái này là một cây khác còn ở đây là những cái cây này, này Là cây hôm nay em vừa cắt xuống Thì hôm nay là có bao nhiêu kỳ to nhỉ Một kỳ này Hai kỳ này Đấy ba Có ba cái kỳ to Bốn cái kỳ to các bác nhé Có bốn kỳ to thì em bán với giá là một triệu rưỡi một cái Đấy Một triệu rưỡi một kỳ to Cái này là cái này là cây năm cánh trắng chưa tên Về chúng ta có thể đặt tên cho nó Đây Bốn kỳ to em bán một triệu rưỡi một kỳ Dài tầm khoảng 10 cho đến 12 sen Còn ở đây có mấy kỳ nhỏ nhỉ 1, 2, 3, 4, 5 kia nhỏ Đây 5 kia nhỏ em bán với giá là 1 triệu một cái Đấy Thì um, còn kia này thì em không bán nhé kia này thì nó là kia cây kia cũng là 5 cánh trắng nhưng nó là cây mới Đấy thì tất cả những hình ảnh và những cây lan của em bán hàng bệt hàng mặt hoa thì có 5 loại Và tí nữa thì em sẽ lồng ghép video cũng như là chèm hình ảnh hoa vào đấy Để chúng ta xem mà chúng ta lựa chọn các bác nhé Đấy Video ngắn ngủi nhưng mà em nghĩ rằng là nó sẽ chứa đựng và đăng tải đầy đủ mọi thông tin trong những gì em muốn nói trong video này. Em cảm ơn tất cả mọi người, mọi người đừng quên liên lạc qua số điện thoại 0868376205 để đặt hàng nhé.